cho những người làm cha làm mẹ phải cư xử với con cái mình như thế nào? Which is to show them express love the same way that God does. Đó là người làm cha làm mẹ phải biểu lộ tình yêu với con cái mình như là Đức Chúa Trời, bằng tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ vậy. That is a father's responsibility. Đó chính là trách nhiệm của một người cha. That is what God made fathers for. Và Chúa dựng nên những người cha là để làm như vậy. And that is what he himself is modeling with his way of being with Jesus Christ. Và Ngài cũng bày tỏ là chính Đức Chúa Cha đã yêu thương Chúa Giêsu Christ thế nào. So we have actually the first sin that happens in our families. Nên chúng ta thấy có cái tội đầu tiên đã xảy ra trong những gia đình của chúng ta. Không phải xảy ra mà lại nó không xảy ra. You were planned to hear from your mom and dad both. Và chúng ta được dựng nên để chúng ta phải vâng lời lắng nghe cả cha lẫn mẹ của mình. You are my daughter, you are my son, and I love you. Như các bạn như là những người con trai, con gái của tôi và tôi yêu thương các bạn. And when parents don't say those words, it's actually a sin. Và khi những bậc làm cha làm mẹ không nói như vậy với con cái mình là cha mẹ yêu thương các con, then thì đó là họ phạm tội. Then after that, rồi sau đó, come all the bad things that are being said and done. Thì có những điều liệt kê ra những điều rất sai quấy, rất tồi tệ. Which parents many times do to their children. Đó là bậc làm cha làm mẹ nhiều lần đã cư xử như vậy với con cái mình. Why do we speak about these things again? Tại sao chúng ta lại nói đến những việc này lần nữa? There are certain reasons for that. Thì có những cái lý do. First of all, trước nhất, unless we realize what is a mother's and father's responsibility in loving the children. Nếu chúng ta hiểu được rằng trách nhiệm của người làm cha làm mẹ là yêu thương các con, we will easily reproduce the same way when we have children. Và nếu chúng ta không thấy cha mẹ yêu thương tốt với mình thì khi chúng ta có con cái, chúng ta cũng cư xử một cách khắc nghiệt với nó như chúng ta đã từng bị đối xử. Some people here are already mother or father. Có những anh chị em ở đây là người đã làm cha làm mẹ rồi. And it's very likely that you will be acting as a mother and father very similar to what how your parents were. Và rất dễ chúng ta thấy cha mẹ đối xử với mình như thế nào, chúng ta cũng đối xử với con cái mình như vậy. Because we don't know anything else. Vì chúng ta đâu có biết cách nào khác đâu. That is what we saw in our homes. Những gì chúng ta thấy ở trong nhà của mình. And unless we learn the difference between human beings' way of being parents and God's ways. Nên vì vậy chúng ta phải học cách mà con người làm cha làm mẹ như thế nào và cách Chúa Ngài làm cha của chúng ta như thế nào. We would just copy our parents. Còn nếu chúng ta không biết cách của Chúa, của Đức Chúa Trời, thì chúng ta chỉ bắt chước, copy theo cách của cha mẹ đối xử với mình thôi. And all that pain that we saw coming from you people yesterday here. Và tất cả những sự đau khổ, đau đớn mà chúng tôi đã nhìn thấy từ những các bạn ở đây ngày hôm qua biểu lộ ra. All that brokenheartedness of feeling rejected in different ways by your own parents. Là chúng ta có tấm lòng bị tan vỡ. Chúng ta bị tổn thương, thương tích bởi những cách ở trong cha mẹ mình đã làm với mình. Unless we break with it, và trừ phi chúng ta bị cắt bỏ mọi điều đó, we will most probably bring it on to our own children. Nếu chúng ta không cắt được những điều quá khứ đó, chúng ta lại lặp lại những điều đó với con cái của mình. So that's why we need to learn about father number one. Vì vậy mà chúng ta cần phải học trước nhất về người làm cha, điều thứ nhất. We need to revert back to how he is. Đó là chúng ta phải làm khác. We need to go back to how God is as a father. Nên chúng ta phải trở lại để xem Đức Chúa Trời Ngài làm cha thì Ngài làm như thế nào. We cannot just say, well, this is Vietnamese culture. Mà chúng ta không thể nói, ồ, cái cách người Việt Nam của tôi là quen như vậy rồi. This is how we do it. Chúng tôi đã quen làm như vậy rồi. We need to ask, what is God's culture? Nhưng mà chúng ta phải nói rằng văn hóa của Đức Chúa Trời là sao? Là như thế nào? Amen. Amen không các bạn. We need God's culture. Chúng ta cần văn hóa của Đức Chúa Trời. In our families. Ở trong gia đình của chính mình. In our relationships. Ở trong các mối quan hệ chúng ta với nhau. When I focus mostly on fathers, there's a reason for that.
Và lý do tại sao tôi nhấn mạnh về người cha là có lý do. And now all boys and men need to listen carefully. Và bây giờ tôi xin mời các bạn nam hãy lắng nghe kỹ. We who are men and who are blessed with children, chúng ta là những người nam, là những người được ban phước vì mình có con cái. We are the very most responsible in our families. Thì chúng ta là người phải chịu trách nhiệm nhất ở trong gia đình. To make sure that there is enough love. Để bảo đảm rằng chúng ta có tình yêu đủ cho mọi con cái của mình. And enough joy. Có đủ sự vui mừng. In our homes. Ở trong gia đình của mình. Amen. Amen không? Secondly, I focus on the fathers because. Và điều thứ hai, tôi đã chăm chú về người cha là vì lý do như thế này. We are the ones who sin the most. Chúng ta là những người nam đó, là những người phạm tội nhiều nhất. Even though we are the most responsible ones in the family. Mặc dù chúng ta là người phải chịu trách nhiệm nhất ở trong gia đình. It is really true that mothers are much better to loving children than fathers. Vì thường là người mẹ dễ bày tỏ tình yêu đối với các con hơn là những người cha. That's why we need to speak to us as fathers. Vì vậy mà chúng ta phải nói, Chúa phải nói với chúng ta như là những người cha. And I want to add one extra thing also. Và tôi cũng muốn thêm vào một điều nữa. That here in Asia there is a special need for focusing on the daughters in the family. Đó là ở tại khu vực Á Châu này cần phải nhấn mạnh về những người con gái ở trong gia đình. Because you see, God has made the daughters like this. Vì có Chúa đã dựng nên những người con gái giống như vậy. That they really need to have this safety and strength from their fathers. Đó là những người con gái cần nhận được sức mạnh, sự an toàn từ nơi cha của mình. And they need to have that safety and strength combined with embrace and love kindness. Là người cha cần có tình yêu, sự an toàn, sức mạnh và bảo vệ cho người con gái của mình. But unfortunately, in your part of the world, nhưng mà bất hạnh thay, trong cái thế giới của Á Châu, there is so much favoritism for the boys in the family. Thì thường các gia đình thì thích có con trai hơn là con gái. And because of that, there are so many girls, daughters who are so brokenhearted. Vì vậy, người nam được thiên vị, được tây vị, còn có nhiều cô gái bị tổn thương và bị buồn bã. Because they feel less worth. Vì những người con gái thấy mình kém giá trị hơn. Second class. Mình giống như là thuộc giai cấp thứ nhì. And oftentimes even rejected. Và có khi con gái cũng bị chối bỏ nữa. But every daughter should have the father's embrace. Nhưng mỗi một người con gái phải nhận được sự bảo vệ ôm ấp của người cha. In a pure and proper way. Một cách rất là đúng đắn. Daughters need that. Những người con gái cần như vậy. God planned for that. Và Chúa Ngài đã có kế hoạch để sống như vậy. Of course also sons, but there's still a difference between boys and girls. Và dĩ nhiên Chúa cũng nói người cha yêu thương con trai, nhưng mà đối với con gái, người cha có sự khác hơn như vậy. I'm speaking about family. Và tôi đang nói về gia đình. Because you know what? Vì anh chị em biết tại sao không? The place where God is testing our lives. Nơi mà Chúa thử nghiệm cuộc đời của chúng ta. It's not when we are at a camp and we are all these people together. Đó không phải là ở trong một cái trại như vậy khi chúng ta gặp gỡ mọi người đâu. When we are like this, you know, we are hundreds of people in a camp. Khi mà tất cả chúng ta đều ở trong trại như vậy hết. It's very easy to be spiritual. Thì chúng ta có dễ là người rất là thiêng liêng, thuộc linh. It's very easy to be nice. Chúng ta rất là tử tế. And to do many good things. Và chúng ta làm mọi điều tốt hết. Or when you are in church on Sunday morning. Hoặc khi các bạn đến hội thánh vào sáng Chủ nhật. It's easy to be nice then, right? Thì chúng ta là người rất là dễ thương. But the place where God checks our character. Nhưng cái nơi mà Chúa kiểm tra phẩm hạnh của chúng ta. And our level of spiritual maturity. Và cái mức độ thuộc linh trưởng thành của chúng ta. Is when we are home. Đó là khi chúng ta ở nhà. When we are in our families. Khi chúng ta đang ở với gia đình. So this beautiful atmosphere and power of the Holy Spirit. Nên bầu không khí quyền năng
bầu không khí ở trong thánh linh that we enjoyed now just a short time ago. Mà chúng ta vui hưởng khi nãy. That is given to us in order to build character in our daily lives. Được ban cho chúng ta để chúng ta có thể xây dựng một cái phẩm hạnh, một tâm tánh. Chúng ta sống mỗi ngày đều như vậy. Amen. Amen không? The most of our life we have in our family and a home. Vì phần lớn cuộc đời của chúng ta là ở trong gia đình, ở nhà. We don't spend, I think, at least most of us, we don't spend the majority of hours in our churches. Vì phần lớn thời gian chúng ta không có ở nơi nhà thờ. But it is in the family sphere. Nhưng mà chúng ta ở nhà. That God is really watching us. Và tại nhà như vậy thì Chúa ngài nhìn xem chúng ta. And of course God is excited about the charisma and the atmosphere we had now a while ago. Và dĩ nhiên Chúa rất thích thú khi chúng ta ở trong bầu không khí thuộc linh, ở trong ân tứ của ngài. But I will tell you one thing. Nhưng tôi sẽ nói với các bạn một điều. He's not so very much impressed. Chúa cũng không có bị ấn tượng nhiều đâu. You know why? Các bạn có biết tại sao không? Because he has this kind of atmosphere day and night, 100 times stronger. Vì ngài ở trong bầu không khí thuộc linh như vậy cả ngày và đêm và rất mạnh mẽ hơn nữa. You can read in the book of Revelation. Chúng ta có thể đọc ở trong sách Galati. And you can see what kind of power and what kind of, you know, atmosphere which is around God's throne. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở Khải Huyền thế nào bầu không khí ở xung quanh ngai của ngài như thế nào. There are shouts of adoration day and night. Có sự la lên ngợi khen Chúa ngày và đêm. So he loves what he saw here just 1 hour ago. Nên ngài rất yêu thích sự thờ phượng của chúng ta mà ngài nhìn thấy khi nãy. But I don't think that he is so much impressed really. Nhưng mà tôi suy nghĩ ngài được ấn tượng nhiều hơn. But what impresses God? Những gì làm cho ngài được ấn tượng is when you act in a holy way in your home. Đó là khi anh chị em, các bạn cư xử một cách rất là thánh sạch ở tại gia đình. In the situations that are difficult and challenging. Ở trong một cái nơi mà có nhiều thách thức. I want to talk about forgiveness, as I said. Và tôi muốn nói với các bạn về lòng tha thứ. And if we think about our life, nếu chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình, we can realize that even just inside the family sphere, there is so much sin among us. Thì chúng ta có thể thấy rằng ngay cả cái bầu không khí của gia đình cũng xảy ra rất nhiều điều sai trật, tội lỗi ở giữa chúng ta. And it goes in every direction. Và nó hướng về mọi phương cả. Now we have talked about fathers and parents' sin against their children. Giờ chúng ta đã nói về những người bậc làm cha làm mẹ đã phạm tội với con cái mình qua cách cư xử của họ. Just that one is a big thing. Chỉ nói về vấn đề đó thôi là đó là một vấn đề lớn rồi. And then we have husbands and wives. Rồi chúng ta thấy có giữa người vợ, người chồng. They don't always love one another as God planned. Người vợ, người chồng không phải lúc nào cũng yêu thương nhau theo kế hoạch của Chúa. And we also have children's way to treat their parents. Rồi còn có những cách con cái đối xử với cha mẹ nữa. As we pointed out, và đang khi chúng ta chỉ ra những điều này, sin is not only the bad things we do, thì tội lỗi không phải chỉ là những điều xấu chúng ta làm mà thôi, but it's also the good things that we were planned and we were designed to do. Nhưng còn có những điều là những điều tốt mà chúng ta không làm nữa. Can we read Romans 13 verse 8? Chúng ta hãy đọc trong Roma đoạn 13 câu 8. Just that one verse, 13 verse 8. Yeah. Just read it in Vietnamese, please. Yeah. Ở trong Roma đoạn 13 câu 8 thì nói như vậy. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. So it says that the only kind of debt that we should have as Christians. Nên ở đây nói rằng cái món nợ duy nhất mà cơ đốc nhân chúng ta phải mắc nợ is the debt of loving one another. Đó là chúng ta mắc nợ về sự yêu thương nhau. And the first and most important place to do that is in our family and home. Và cái nơi trước nhất mà chúng ta phải bày tỏ yêu thương là ở trong gia đình.
But you know, because this amount of sin in this world, the entire world is so enormous. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong thế giới này, cái số lượng đức tin là nó quá khủng khiếp rồi. Also, it's impossible for us to handle. Và giống như chúng ta bất lực, chúng ta không thể nào giải quyết nổi. God himself had to interfere. Thì Đức Chúa Trời, Ngài phải đến và can thiệp. He had to deal with it himself. Ngài, chính Ngài phải xử lý vấn đề tội lỗi đó. And so he did. Và Ngài đã hành động. He came as a man of flesh and blood. Ngài đến trong một thân xác của loài người có thịt và huyết. And in John chapter 1 verse 29. Và trong Giăng đoạn 1 câu 29. John the Baptist speaks something about Jesus. Thì Giăng Baptist đã nói một điều về Chúa Giêsu. He says, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Thì nói hãy xem, đó là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. So I want you to really listen. Và I want you to really listen now. Tôi muốn anh chị em hãy thật sự lắng nghe. Are you with me now? Anh chị em có đang nghe tôi không? Because I will say something really important. Vì tôi sẽ nói một điều rất là quan trọng. We people, we have one out of two options when it comes to sin. Chúng ta là con người, chúng ta có hai chọn lựa khi mà chúng ta đối diện với tội lỗi. Either we can let the Lamb of God carry the sins. Đó là hoặc chúng ta để cho Chiên Con Đức Chúa Trời gánh lấy tội chúng ta. Or we have to carry them ourselves. Hoặc là chúng ta tự gánh lấy tội lỗi của mình. Only two options. Chỉ có hai chọn lựa thôi. We cannot find a cow or a goat or a calf to carry our sins. Chúng ta không thể nhờ một con bò hay một con dê hay một con vật, con mèo để mà nó gánh tội của chúng ta được. We cannot find any political leader who can carry our sins. Chúng ta cũng không thể nhờ một người lãnh đạo chính trị nào để mà gánh giùm cái tội lỗi của chúng ta được. Our parents cannot do it. Rồi cha mẹ chúng ta cũng không gánh giùm chúng ta được. Because they all have sins themselves. Vì chính họ cũng có tội của họ nữa. We need someone who is not full of sin himself. Chúng ta cần đến một đấng mà Ngài không hề có tội. So we have only one option. Nên chúng ta chỉ có một sự chọn lựa mà thôi. Unless we want to carry the sins ourselves. Hoặc chúng ta để cho Ngài gánh, hoặc chúng ta tự gánh tội. Our option is the Lamb of God. Và chúng ta đã chọn là Chiên Con của Đức Chúa Trời, đấng gánh thay tội lỗi chúng ta. Who carried the world. Ngài là đấng gánh thay tội lỗi cả thế gian. I want to explain also one thing about sin. Và tôi cũng muốn giải thích một điều nữa về tội lỗi. Is there anyone here who hates someone? Ở đây có ai mà đã từng ghét một ai đó không? There are. They say yes or no? They say yes. Ồ, có sao? Wow. I thought you were very holy. Tôi tưởng là các bạn rất là thánh mà. So listen to me. Đây này, lắng nghe tôi. If we hate someone, nếu chúng ta ghét một ai đó, there is usually a reason for that. Thường là phải có một cái lý do nào đó. Usually the reason is that that person or those people, they did something to us which was not good. Thường là chúng ta ghét một ai đó vì người đó đã làm một điều không tốt đối với chúng ta. Right? Có đúng vậy không? We don't normally hate people out of no reason, do we? Chúng ta thường không phải là ghét người ta một cách vô cớ, nhưng mà ghét là vì có lý do. Some people even hate their parents. Nhưng mà cũng có những người rất ghét cha mẹ mình. Or their brother or sister. Hay là ghét anh ruột, chị ruột của mình. And there is most likely a reason for that. Mà thường cũng ghét như vậy là thường vì có lý do. But do you know what is happening when you hate someone? Nhưng các bạn có biết điều gì xảy ra không khi chúng ta ghét một ai đó? It is that you are carrying their sin yourself. Khi chúng ta ghét ai đó là chúng ta gánh lấy cái tội của họ. Let us take an example. Bây giờ chúng ta hãy ví dụ. Let us say that your father really abused you somehow. Bây giờ ví dụ như cha của bạn rất là có cái sự
lạm dụng đối với đời sống bạn, ức hiếp bạn. So you hate him because of that. Nên bạn ghét ông ấy vì điều đó. It's very understandable. Điều đó rất dễ hiểu. But the thing that happens is, nhưng mà có điều đã xảy ra là như vậy. That his sin comes into your life. Khi bạn ghét ông ấy như vậy thì cái tội của ông cũng chất ở trên bạn. And it's converted to hate in you. Và nó trở thành một cái lòng ghét bỏ ở trong bạn. So as long as you carry that hate in your life, nên nếu bạn cứ mang cái sự ghét đó trong lòng, you are carrying a part of this sin of the world inside yourself. Thì chúng ta cũng mang lấy cái tội lỗi của thế giới này ở trong lòng bạn. Do you understand that? Chúng ta có hiểu được không? And we don't like to have sin in our lives, do we? Và chúng ta đâu có muốn mình phải gánh tội trong cuộc đời mình đâu. Now I mentioned hate, but there are many other things. Khi nãy tôi chỉ nói về sự ghét bỏ thôi, nhưng mà còn nhiều nhiều điều khác nữa. We have something we call bitterness. Chúng ta có những điều như là cái lòng cay đắng. We have people who have a resentment for their own life. Chúng ta thấy có những con người là họ hận thù chính cuộc đời của mình. They dislike their own life. Họ không thích về chính cuộc đời của họ. They dislike the way they look. Họ không thích cái gương mặt của mình. Maybe they dislike their gender. Cũng không thích mình là thuộc cái giống phái nào. And there are some reasons behind that. Và luôn luôn là có lý do đằng sau đó. They heard something. Họ đã nghe một điều gì đó. Some words they were not supposed to hear. Họ nghe ai đó mà phê bình về họ. They experienced something. Họ cũng trải qua kinh nghiệm điều gì đó. That they were not supposed to experience. Mà họ đáng lẽ không nên kinh nghiệm. Some sins came to their lives. Rồi có một ít, một số tội đến trong cuộc đời họ. So the sin of bitterness. Nên cái tội của lòng cay đắng. The sin of resentment. Cái tội hận thù. Or the sin of self-rejection. Hay là cái tội tự ghét bỏ mình. Suddenly just jumped into your heart. Bỗng nhiên nó nhảy vào trong tấm lòng của bạn. And it settled there. Và nó cứ ở đó luôn, nó đóng đô ở đó luôn. And that's why when I asked you, và đó là lý do tại sao tôi hỏi các bạn, is there anyone here who hates someone? Có ai ở đây đã từng ghét một ai đó chưa? Many of you said yes. Và nhiều người trong các bạn nói có. It means there is a sin in your life that has settled there. Điều đó có nghĩa là có một cái tội ở trong cuộc đời bạn, nó đã nằm ở trong đó rồi, đóng đô ở đó rồi. Then you are carrying it yourself. Và tự các bạn mang lấy cái điều đó. But that's really meaningless. Nhưng mà điều đó thật sự là vô nghĩa lắm. When Jesus has already carried all of it on his body. Trong khi lời Chúa nói rằng Ngài đã gánh tất cả mọi tội lỗi chúng ta ở trên thân thể Ngài. Imagine that you have a bill you need to pay. Bây giờ it's a old bill. You have a bill, you have a some money you need to pay. Bây giờ ví dụ như bạn có một cái món tiền mà người ta nói bạn phải trả là một a bill. B-I-L-L. Bạn có một cái tờ chi phiếu mà bạn phải trả tiền. So you have that paper that says you owe this money. Nên cái giấy đó ghi là đã phải cần phải thu, bạn phải trả cái khoản thu này. Big amount. Big amount. Rất là một món tiền rất lớn. You don't have that much money. Mà bạn không có được có tiền. And it's a burden to you. Và đó là một cái gánh nặng cho bạn. But then suddenly there's someone else who pays this bill for you. Nhưng mà bỗng nhiên có ai đó thở tới và nói để tôi trả cho. But still you keep that bill for yourself. Người đó chịu trả tiền đó rồi nhưng mà bạn vẫn còn giữ cái phiếu thu đó. And you are burdened because you think you owe this money. Và bạn nghĩ là mình phải mắc nợ cái món tiền này. Isn't that quite silly? Thì có người trả rồi mà cứ cầm giữ cái phiếu mà mình phải trả tiền này, có phải là ngu dại không? You know, if we have hate in our hearts. Các bạn biết không, chúng ta thường giữ lòng ghét bỏ trong lòng mình. Or bitterness. Hay là lòng cay đắng. All those things, you know, that cause us to feel burdened. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta cảm giác rất là nặng nề. It means that we are walking around carrying the weight of sin which Jesus has already carried. Điều đó có nghĩa là chúng ta đi trong cuộc đời này mà trên mình là gánh bao nhiêu cái bị cái bao mà gánh tội mà Chúa Giêsu Ngài đã gánh hết rồi.
So what is the solution? Vậy thì giải pháp bây giờ là gì? The solution is to forgive. Giải pháp chính là chúng ta hãy tha thứ. Forgiveness is God's wonder medicine for all sins. Và tha thứ là phương thuốc kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi tội. First of all, to receive His forgiveness for our sins. Trước nhất, khi chúng ta tha thứ, khi chúng ta nhận lãnh được lòng sự tha thứ của Ngài. But secondly, also for us to forgive those who have sinned against us. Nhưng rồi sau đó chúng ta cũng tha thứ hết tất cả những người đã phạm tội nghịch cùng chúng ta. That is not necessarily easy. Điều đó không phải dễ đâu. But it's very important. Nhưng rất quan trọng. And very healthy. Và làm cho chúng ta được khỏe mạnh. Because the one who will be free is you. Vì chính cái người được tự do là chính bạn. When you forgive, you are the one who will gain from that. Khi chính bạn tha thứ thì chính bạn được lợi nhất. Jesus, he says in John chapter 8 verse 31. Chúa Giêsu ngài nói trong Giăng đoạn 8 câu 31 rằng. He says that if you let my word abide in you. Ngài nói rằng nếu các ngươi để lời ta ở trong các ngươi. Then you will know the truth. Thì các ngươi sẽ biết lẽ thật. And the truth will set you free. Và lẽ thật đó sẽ buông tha các ngươi được tự do. Truth is so powerful. Lẽ thật của Chúa rất quan trọng. And Paul writes in 1 Corinthians 13:6. Và Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 rằng, đoạn 13 câu 6 rằng, that love delights in truth. Đó là tình yêu thương thì yêu khoái lạc ở trong sự thật. And in Ephesians chapter 4 verse 25, và trong Ephesians đoạn 4 câu 35, Paul writes something else about truth. Thì Phaolô cũng nói một điều khác nữa về sự thật. He says, speak truthfully to your neighbor because we are all members of one body. Nói rằng anh em hãy nói thật với người lân cận mình vì tất cả chúng ta đều là chi thể của cùng một thân thể. When I asked you if anyone here hates someone, khi tôi hỏi các bạn là ở đây có ai đã từng ghét một ai đó chưa? Many of you answered yes. Rất nhiều người trong các bạn nói rằng có. Which is really good. Thì điều đó rất tốt. Because you spoke the truth. Vì các bạn đang nói thật. But I have one more question. Nhưng bây giờ tôi có thêm một câu hỏi nữa. Are you willing to give that hate away today? Ngày hôm nay các bạn có muốn, có bằng lòng sẵn sàng để bỏ cái sự ghét bỏ đó đi không? That's very powerful. Điều đó rất là quyền. You are the one who will benefit from that. Chính bạn sẽ là người nhận lãnh sự lợi ích lớn từ nơi điều đó. And I will emphasize that this is like it's hate to any person. Và tôi nhấn mạnh là đây là một cái sự ghét đối với bất cứ người nào. I'm talking about the total amount of hate and resentment and bitterness. Tôi nói về những cái sự ghét bỏ, tức giận, hận thù. The total amount of sin that you are carrying inside yourself. Là tất cả những cái tội lỗi mà chúng ta mang gánh ở trong lòng chúng ta. And especially the things that relate to your parents and your family. Và đặc biệt là những điều mà có liên hệ đến cha mẹ của mình, đến gia đình của mình. You need to think about it. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó. Because if you say yes, I will give away my hate. Vì nếu các bạn nói rằng, vâng, tôi sẽ bỏ đi mọi sự ghét bỏ trong lòng tôi. It means you have to let go of something that maybe you want to take back. Điều đó có nghĩa là chúng ta muốn buông bỏ những điều mà có những lúc chúng ta muốn giữ lại. I want you to think all of you about your father for a moment. Bây giờ trong giây lát, tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ là về cha của mình. When you come back from the camp. Khi các bạn trở về từ trại này. Are you willing to go to your father if you have a father and say to him? Thì bạn có sẵn lòng đến với cha của mình nếu chúng ta có cha. My father, I love you. Và nói rằng, cha ơi, con yêu mến cha. That will be very powerful. Thì điều đó sẽ rất đầy quyền năng. It can be very difficult. Có thể đây là lời rất khó nói. But it will be very powerful. Nhưng sẽ đầy quyền năng. If you do that,
Nếu chúng ta làm như vậy, you are really proving that you have let your hate go. Điều đó là chúng ta minh chứng rằng cái sự ghét bỏ nó đã bị bẻ gãy ra khỏi cuộc đời chúng ta. Think about any person that you hate. Chúng ta hãy suy nghĩ về bất cứ người nào mà chúng ta đã ghét. Are you willing to go to that person? Thì chúng ta có sẵn sàng đến với người đó. And say I love you. Và nói với họ rằng tôi yêu bạn. It's very challenging. Đó là việc rất là phải chúng ta phải đối diện với một sự thách thức. But it's very powerful. Nhưng mà nó đầy năng quyền. What you are doing is that you are setting yourself free. Và những gì chúng ta làm đó chính là chúng ta buông bỏ để chúng ta được tự do. Because you realize that Jesus spoke the true words. Vì chúng ta nhận biết rằng Chúa Giêsu Ngài nói những lời chân thật. Because Jesus said according to Matthew 18, there's a story there and Jesus says that however much people owe us, it can never compare to what we owe God. Vì ở trong Matthew, Chúa nói rằng cho dù người ta mắc nợ chúng ta bao nhiêu mà so với việc chúng ta mắc nợ Chúa thì mọi việc kia rất là nhỏ. Even the worst things that people could have done to us. Cho dù điều tệ hại nhất mà người ta làm cho chúng ta. It can really not compare to what we owe God. Thì cũng không thể so được với những gì chính chúng ta mắc nợ Chúa. And he decided to forgive us just everything. Và Chúa chính Ngài đã quyết định là tha hết cho chúng ta. Just in one moment he forgave us everything. Chỉ trong một giây lát, Chúa bằng lòng tha hết mọi tội lỗi chúng ta. He didn't look at some bad people and say that, oh, this one is too serious. We cannot let it go that easy. Ngài không hề nhìn một ai mà Ngài nói rằng, ô, cái tội người này là nghiêm trọng lắm, không thể tha thứ được. He just forgave. Nhưng mà Ngài chỉ tha thứ hết. He put everything on Jesus. Đức Chúa Trời đã bỏ tất cả mọi tội chúng ta ở trên Chúa Giêsu. Jesus carried away the sin of the world. Và Chúa Giêsu là đấng đã gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian. The full amount of sin from the first day when Adam and Eve sinned and until the last day of history. Và Ngài gánh tội lỗi đầu tiên của Adam chảy xuyên suốt dòng lịch sử cho đến con người cuối cùng của thế Jesus giới. Brought us an amazing freedom. Và Chúa Giêsu đã mua cho chúng ta một sự tự do kỳ diệu. Still we have the option and the choice. Nhưng chúng ta vẫn có quyền lựa chọn. That we need also to let go of the sin from our lives. Đó là chúng ta cũng buông bỏ hết mọi tội lỗi đã xảy đến cho cuộc đời chúng ta. Now I'm soon finished. Và bây giờ tôi sẽ sắp kết thúc. Aren't you happy about that? Các bạn có vui vì bài giảng sắp kết thúc không? So you can soon have your break. Các bạn sẽ mau chóng được nghỉ ngơi. But I have a suggestion to you. Nhưng tôi có một lời đề nghị cho các bạn. Because today God is blessing us with nice weather. Vì ngày hôm nay Chúa đã ban phước cho chúng ta với thời tiết rất là đẹp. And I think there will be a fire tonight. Nên tối hôm nay chúng ta sẽ có lửa trại. Now listen. Now listen, I have a suggestion to you. Nên bây giờ tôi có một lời đề nghị với các bạn. If you have any hate or any bitterness against any person in your heart, nếu chúng ta có bất cứ một sự cay đắng, một sự ghét bỏ nào đối với một ai đó trong tấm lòng mình, or any jealousy or any self-rejection, hay bất cứ một sự ghen tị, tranh cạnh hay việc ghét bỏ nào trong lòng của mình, any sin, whatever it is that you know stays in your heart, bất cứ một điều gì mà chúng ta biết là nó đang đóng đô ở trong tấm lòng chúng ta, before tonight, before the camp comes, the campfire comes, thì trước khi tối nay, trước khi chúng ta có kỳ lửa trại, spend a few minutes, chúng ta hãy dành ít phút with a piece of paper, với một cái mẩu giấy, and a pen, với một cái bút, and write it down, và chúng ta ghi xuống. For example, you can write, và chúng ta có thể ví dụ chúng ta viết như vậy. I hate my father. Tôi ghét bố của tôi. Because he did so and so to me. Vì cớ ông đã làm điều này với tôi. I hate my schoolmate.
Tôi ghét bạn học của tôi. Because he or she said so and so to me. Nói cái lời này gia đình tôi. Write down the truth about what is in your heart. Chúng ta nói thật những gì đã nằm trong lòng chúng ta. Search your heart. Chúng ta hãy tra xét tấm lòng mình. And every sin you can find. Và nhìn thấy tất cứ một tội lỗi nào chúng ta tìm được. Write it down. Chúng ta viết ra. Write it in detail. Ghi ra một cách chi tiết. And when you are finished. Và khi các bạn làm xong rồi. Fold that piece of paper. Chúng ta xếp mảnh giấy đó lại. And keep it until tonight. Giữ nó cho đến tối hôm nay. And then when the fire is burning down there at the shore. Khi chúng ta có lửa trại đã đốt lên. You go and you throw it into the fire. Bạn đến và quăng mọi điều đó vào trong lửa đó. So very, very physically and concrete. Điều đó các bạn làm một cách rất là rõ ràng như vậy. You are showing to God. Bạn nói với, bạn muốn bày tỏ với Chúa rằng that you have made the decision. Là Chúa ơi, con đã quyết định to forgive. Tha thứ. And to kick sin out of your heart. Và con tống khứ mọi tội lỗi ra khỏi lòng con. And God will be impressed. God will be impressed. Và như vậy Đức Chúa Trời Ngài sẽ thật ấn tượng với chúng ta. And you will be free. Và các bạn sẽ được tự do. And after that you can go home. Và sau đó các bạn có thể về nhà. Go to your mom, go to your dad. Bạn đến với cha, với mẹ của mình. Go to your brother or sister. Đến với anh, với chị, em của mình. And to your friends. Đến với bạn bè của mình. And to your enemies if you have any. Và đến với ngay cả kẻ thù nghịch, nếu bạn có kẻ thù nào. Because now you have forgiven them. Vì bây giờ bạn đã tha hết cho họ rồi. So you can say out. Nên bạn có thể nói ra. I love you. Tôi rất yêu mến bạn. Then we are spreading the kingdom of God. Amen. God bless you. Amen. Xin Chúa ban phước cho các anh chị em. Xin kính mời các trại viên chúng ta đứng lên. Xin kính mời mục sư các em sẽ tiến lên cầu nguyện cho trại viên. Xin Chúa sẽ giúp đỡ mỗi chúng ta bước đi trong sự tha thứ, trong sự yêu thương. Chúng ta sẽ nói những lời yêu thương với người cha, người mẹ của mình. Nói những lời yêu thương với những người mà mình ghét bỏ. Quyết định từ bỏ đi những cái điều tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Xin kính mời mục sư các em. Lạy Cha, chúng con thực sự cảm ơn Ngài vì sự quan phòng gìn giữ tế trị của Ngài trong kỳ trại này. Cảm ơn Chúa vì các thiên sứ của Ngài đóng tại xung quanh này. Cánh tay của chính Đức Chúa Trời đang che phủ nơi này. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho sự vững tâm cho tất cả các trại viên tại nơi đây. Cha ơi, buổi trưa hôm nay chúng con lại học một bài học để chúng con đồng đi với Đức Chúa Trời. Chúng con phải quyết định có một sự tha thứ cho người làm tổn hại mình, làm tổn thương mình, mặc dù người đó là kẻ thù của mình hay là người thân ở trong gia đình của mình. Cha ơi, xin Đức Thánh Linh ở trong mỗi một tấm lòng của mỗi một trại viên tại nơi đây, quyền năng của Ngài biến đổi đời sống của tất cả các trại viên, để hầu cho mỗi một trại viên khi rời khỏi nơi này, họ sẽ đồng đi với chính Chúa, phó dâng đời sống mình để phục vụ Ngài. Còn cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cha ơi, xin Ngài thêm yêu thương, thêm năng lực, thêm cứu Chúa trên mỗi một đời sống của trại viên. Còn cảm tạ ơn Ngài. Còn phó dâng tất cả các trại viên trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh Ngài và quyết định để theo sự soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt, hướng dẫn của Ngài. Còn cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hiểu biết cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.